qua bấy nhiêu điều ta biết thấu hiểu, ta thấy mình cứ đến biết lắng nghe nhiều. Ở đâu có gia đình, ở đâu có chân tình, và gia đình ta sẽ mãi mãi giữ gìn. Nhà mình có nhau. Cái đùi nữa mà ghê, xin gì xin cái đùi rồi nhầm đi. Sao chị, hôm nay con mượn cái áo rồi. Hôm nay anh cưng, anh cưng quá rồi. Là đường vô Đình Làng. Dạ, đây là chú Thuận, là chú của Dạ ở Huế. Thì chú chào ông đi con. Chào ông. Dạ. Thì ngày hôm nay hữu duyên cho nên là cả gia đình con được đến Huế quay chương trình Nhà Mình Có Nhau và được tham gia một cái lễ gọi là lễ tế đình. Lễ tế đình làng. Thì cái lễ này là gồm những cái những người có chức sắc. Dạ. Có người có chức sắc ở trong làng. Dạ. Khai canh khai khẩn của làng đó. Là thờ ở tại chỗ này. Chương trình này có ba lễ. Một lễ đầu tiên là lễ cao tổ thổ thần đất đai. Lễ thứ hai là cúng thổ thần. Và lễ thứ ba là giờ là hiện tại đang cúng các ngài. Đây là lễ tế đình của các ngài. Ê! Xin chào mấy cô. Dạ con về về nhà con thắp hương. Anh ơi, anh thấy làng em như thế nào? Anh về là về đây cũng mấy lần rồi. Bây giờ em chỉ giới thiệu cho mọi người biết thôi. Anh lành quá rồi. Bây giờ là đường ở đây còn ngon. Đường lúc trước là còn đường cát không à. Ba, bây giờ là đường bê tông đã quá ba. Hồi xưa là đây là đất đỏ đó. Giờ là bê tông vô tới nhà là xe là hơi là chạy thẳng vô tới nhà luôn. Quá xa đã. Đó, kia là ngôi nhà thờ họ. Xong cái này là mình còn về nhà thờ bên kia nữa nha anh. Cô Năm ra đây. Trời ơi, đây là người mà Dạ muốn giới thiệu xíu. Là bánh mì với xá xị hồi xưa mà xin là một tay cô nuôi. Bà Năm. Bà Năm, đó, bánh mì xá xị hồi xưa còn đỏ hỏn.
là bà năng ẩm bây giờ là bự chảng hết trơn rồi. Quay lưng lại. Ủa vợ chú Thuận đâu rồi? Bà thím tôi đâu? Trời ơi, cỏ chim mua nớ ra đây. Mỗi lần mà về quê mà muốn ăn gì là chú thím hả chạy đi kiếm cho bằng được. Đó, muốn món gì là có món đó, mà chú thím là nấu ăn rất là ngon. Tại vì chú thím là có nhận nấu đám tiệc đồ luôn. Đó, chương trình mình quay gần đây thì có muốn đặt cơm đoàn, cơm ơ đồ thì cứ liên hệ chú Thuận. Cơm ơ, cơm đoàn, cơm ơ. Dạ, nấu ngon lắm. Thì đoàn con cũng ít người, đó cô chú cũng thấy rồi. Đây là bà con ruột không á. Bác hai đây là đại diện cho bác hai, là anh Ti, là cháu Đức Tôn, rồi tới ba, tới cô Na, cô Tư, cô Năm, rồi chú Giáo, chú Út, chú Thuận là cô cậu ruột phải không ba? Chú bác ruột. Dạ, chú Thuận là chú bác ruột với ba. Đó là mỗi lần mà về quê là cả gia đình là ra đây ăn uống, rồi về khách sạn. Đợt quay vừa rồi là quay ở Đức Hòa, Long An thì cũng sát thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển với tầm 1 tiếng là tới thôi. Thì đợt này là ở Huế thì đường xá thì nó hơi xa chút xíu, cách trở như thế, nhưng mà hôm nay là trời ơi, gần như là trong gia đình mình là có mặt gần đủ hết. Có chú thím là ở Gia Lai ra nè, đó rồi cô Năm là ở thành phố, anh Ti cũng ở thành phố ra, thấy mà ra tận ngoài Huế á. Đó em mới nói là sao mà anh quay nhẹ nhàng đó, gia đình em quay thấy xa xôi. Rồi bữa nay về làng em có mời mọi người ở đây gì không? Có à. Trời ơi, đợt này về làng là con làm văn nghệ đó, và văn nghệ là mở cửa miễn phí cho bà con làng mình. Làng mình nói riêng và tất cả mọi người ở Huế nói chung. Chưa biết là chương trình sẽ chọn cái địa điểm nào, nhưng mà cái ý nghĩa của cái đêm diễn đó là làm thiện nguyện cho địa phương và đang cần sự hỗ trợ. Cho nên là hy vọng là đêm diễn đó sẽ có được rất là nhiều người đến. Dạ. Báo chung rồi, nhưng có cái là tối nay là chú cũng có là tiết mục là mời hai đứa con với hai cháu là có cái một cái diễn đàn là làm bánh từ trong quê hương của mình. Trời ơi, bánh lọc. Hả? À. Dạ. Gói với trơn, nói chung bên trơn bên gói hai loại. Trời ơi, gì chứ bánh lọc là con cũng. Tối nay là cùng nhau phải làm nghe chứ không phải. Mấy giờ vậy chú? Làm ở đâu chú? Làm tại nhà Trung. Trung là ở đâu rồi ha? Ủa ở đây nhà Trung là ở đâu ta? Có chỗ nào hợp để ở nhà Trung ta? Không biết. Không biết. Thầy tưởng tượng sẽ biết thôi. Bí mật sẽ bật mí. Vâng, xin mời gia đình di chuyển về nhận nhà Trung nhé. Thì thôi con tạm chia tay gia đình mình ở đây để gia đình nhỏ của con về nhà chung. Đó, rồi tối nay mình sẽ gặp nhau tại cái buổi làm bánh hả chú? Dạ, thôi con xin phép về nhà chung. Con đi nha. Nhà cô Linh. Cô Linh hả? Nhà cô Linh. Đó, mời vào. Đi con. Căn nhà này ý nghĩa lắm á. Là tại vì hồi trước á, cái nhà thờ bên này là ông nội em xây. Ông nội em xây rồi hồi trước là ông bà nội là ở đây. Sau này mới không ở đây nữa mà vô thành phố. Đó chứ là hồi trước là ông bà nội ở đây. Đất này là đất của ông bà để lại xong rồi cô Linh xây lên. Trời ơi, nhìn như cái villa biệt thự đó ha. Trời ơi trời. Không có cô Linh nhà không vô chào cô chứ. Ý, gia đình mình là đã có mặt tại nhà cô Linh. À, đố con bà, đây là hình của bà ngoại nè. Bà ngoại nè. Bà ngoại xưa thi hoa hậu nè, đố con bà ngoại số mấy? Số 17. Đúng rồi, vậy mà ông ngoại có thể nào lộn với số 13 chứ. Bà ngồi đủ ngồi cãi em nói 13, em nói không, mẹ 17 mà ba. Chị Ngọc nè, mẹ nè. Đó, mẹ hồi nhỏ giống xá xị không? Mẹ giống bánh mì. Giống xá xị nè, nhìn ngược lại giống xá xị. Giống xá xị nha. Đó, mẹ xá xị nè, mẹ bánh mì nè. Ý, bên góc này cũng có tấm hình nữa nè. Đó, tấm hình mà nhà mình có nhau. Ú la 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 la. Trời ơi. Cái gì vậy? Đá banh thả diều. Ủa cái gì vậy?
checklist gì vậy? Đá banh, thả diều, tập xá xị, chạy xe, câu cá, tạo bất ngờ. À, cái này checklist của anh khi mà ở về miền Tây đó. Chưa làm. Để đi đá banh, đá banh thả diều rồi, tập xá xị, thả diều chưa được. Ba cái này làm rồi nè. Tạo bất ngờ cho câu cá hay chưa? KNNG là gì? Kỷ niệm ngày cưới. Rồi, bốn này làm được rồi, còn cái đá banh là chưa thôi. Không có, đá banh đã rồi luôn. Chỉ có tập xá xị, chạy xe, đá banh chưa biết chạy thôi. À, là chưa biết chạy thôi hả? Ôi là gần như làm được hết rồi. Câu cá chưa? Bắt cá đó. Bắt cá mà, này câu cá mà. Câu cá không có lộ, bắt cá thôi. Ở nhà cô Linh đã lắm, nhà cô Linh là mới xây đó. Trời ơi, công nhận cô mình, cô chú mình giỏi nên mình được hưởng cá, quá là tuyệt vời. Và trời ơi, không thể thiếu khô xì khô xì. Từ đi tham quan. Tham quan xíu hả, rồi ăn. Kìa, tủ lạnh kìa. Có nè, không biết nữa, ai biết đồ ăn của em. Wow. Heo quay. Trời ơi. Mở tủ lạnh quá. Thơm dữ vậy. Cô chú giỏi lắm. Mà cô chú rất là thương con cháu luôn. Mỗi lần mà về quê á, là lúc nào cô chú cũng rủ ở nhà cô chú chơi. Rồi muốn ăn gì là cô chú cũng chiều hết trơn á, mà rủ miết. Mà mình không có thời gian. Chứ có thời gian là mình nhào qua liền. Quý quá. Cô chú có nhà không? Cô chú là ở thành phố. Ủa vậy hả? Ôi ôi, nhà cô Linh là, em nói hả, ở đâu lo, chứ ở nhà cô Linh là không phải lo. Tại vì rất là nhiều phòng, như resort vậy đó. Quá trời phòng luôn. Ê, ê. Ê. Đây coi coi. Ôi tị ơi, tị ơi. Là đem từ Long An ra đây nè. Giờ coi em có thư không? Có ai viết thư cho ai không? Có ai viết thư không? Tôi cũng nôn quá à. Cái này là của anh hả? Cái này là của anh. Đúng rồi, này của anh, đem test chứ coi. Có thư không? Có. Ê, không chừng bây giờ về quê em không chừng có thư á. Ừ, ông ngoại viết cho em á. Không luôn anh ơi, hình như ba em mà gia đình em không có thói quen viết thư. Rồi tới xá xị, tới xá xị nôn mở trước đi chứ. Mẹ của anh hai nè, anh hai của anh hai mở sẵn luôn nè. Ủa không có gì luôn rồi, không có thư đâu. Rồi hiện tại là không có thư, nhưng mà đây là, nhưng mà mẹ hy vọng là sẽ có thư. Sẽ có thư rồi, đi thôi. Dạ thì gia đình con xin cảm ơn cô Linh và chú Hòa rất là nhiều vì đã cho vợ chồng con có thể tá túc ở đây trong những ngày quay chương trình Nhà Mình Có Nhau. Dạ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. À đúng rồi, mình xem ra phòng mình ở phòng nào chứ hả? Rồi. Trời, ở đây mát lắm, không cần máy lạnh luôn. Wow. Ồ, nó mát kinh khủng. Trời ơi anh ơi. Ôi, sạp cũng không bằng luôn á. Trời ơi, ra giường kìa, đẹp ghê chưa? Tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu. Cô Linh ơi, con đi tới đâu con cũng muốn gửi lời cảm ơn cô hết trơn á. Thiệt. Đúng. Sao mà ở đây không phải chỉ riêng nhà mình đâu, không, quá trời người ở đây mà sĩ nằm kỳ cục vậy sĩ. Rồi, mệt rồi phải không? Thay đồ ra chuẩn bị cơm nước. Rồi. Rồi, thôi bây giờ cũng đóng cửa lại để mời mấy anh quay phim đi ra cũng nghỉ ngơi đi. Ủa em tưởng khúc này là mình cần phải quay chứ, có cần phải quay không ạ? À? Em chuẩn bị thay đồ mọi người ơi. Ôi, nấu cơm thôi. Giờ do cơm trước đã. Không biết là có gạo không nhỉ? Biết gạo ở đâu không anh? Ôi, thì ra hẳn nằm chùa mi. Wow, căn nhà đẹp quá. Lần đầu tiên về Huế nấu cơm, ăn cơm với trứng, lòng nó quả chưng. Chị ơi, chào chị. Dạ. Ôi dạ. Ôi ôi hả? Ôi ôi, gặp chưa con ơi? Lần đầu tiên mình gặp nhau hả con? Trời ơi, cứ ngỡ chứ là mình thân quen nhau từ lâu lắm rồi.
Anh ơi, khách tới anh ơi, dậy đón khách anh ơi, nhà mình ơi. Dạ, chào Thúy Diễm. Ở đây mới là gặp nhau rồi, còn bên đây là chưa gặp bao giờ. Đi với ai vậy nhỉ? Để về, mời ra nhà trước, mời ra nhà trước con. Ra phòng khách ngồi đi con, để cô Dạ gọi chú Đạt. Đạt ơi. Chào con. Dạ, chào cô. Chú thấy Hạnh đâu? Hả, chú luôn thích Hạnh đâu? Ủa, anh Đạt đâu rồi chị? Sao hai chị em mình hoang mang đi tìm chồng nhau vậy? Ý là anh Đạt ra liền. Anh Đạt đang... Xí, em sinh năm bao nhiêu vậy hả? Em sinh năm 86. Dạ, thưa em, thực ra thì chị nhỏ hơn em 3 tuổi. 3 tuổi? Cái gì? Hồi đó giờ kêu bằng chị không, tự nhiên nay vô đây xưng bằng em, hay là lâu quá rồi chị quên em rồi chị Thúy. Thúy Diễm, lộn gì em có biết chứ cha. Cuối cùng là hình như em cũng hơi quên đó chị. Ủa thiệt á hả? Em 89 mà. Bất ngờ chưa? Không phải em con em lớn là em lớn tuổi đâu. Thôi giờ chị ngồi đây uống. Ủa, em hồi dạ, hồi xưa tới giờ là kêu không, hồi đó bằng chị không đó. Không, hồi đó giờ em kêu chị bằng chị. Ủa? Dạ em mời chị ngồi. Trời ơi, trời ơi. Dữ gì ta, con ăn gì chưa? Con xuống đây nào. Chào anh. Chào con, mấy Diễm. Anh Thành đâu rồi? Hôm nay hai chồng anh chịu khó đón mình em với lại con em thôi nha. Anh Thành đi quay quá, thành ra là có một người tham gia thôi. Trời ơi, quý quá, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Ăn bánh, ăn ngon ngồi đi. Trời ơi, khách tới nhà không trà thì cũng bánh chứ. Anh tiếp khách nha, anh em nấu cơm xíu. Con chào anh chưa? Con chào anh. Con giới thiệu về con đi. Con nói với chú đi, con tên con gì? Con tên là bà Bảo. Bảo này mấy tuổi rồi? 6 tuổi rồi. 6 tuổi rồi, vậy là hai này là hai anh của con luôn. Đây, con lên lớp 1 rồi. Trời, em cảm ơn. Đây nè, anh này là anh xác sĩ. Cái anh này là anh gì? Anh này là anh bánh mì. Anh đây là Bảo Bảo. Trời, có mình. Bảo Bảo nhỏ hơn anh, mấy anh nhiều lắm. Rồi anh ơi, chị gọi em bằng chị á anh, trong khi chị lớn em 3 tuổi lận á. Trời ơi, hồi đó tới giờ em đâu có biết. Toàn kêu anh chị bằng chị không mà, tự nhiên bây giờ chị đi lâu quá chị không gặp, chị quên, chị kêu bằng chị kìa. Ủa chết rồi. Ủa vậy hồi xưa hai chị em quay chung mấy chương trình kia là ai kêu ai bằng chị ta? Em kêu chị bằng chị. Vậy hả ta? Ừ. Chết thiệt mà. Ủa em ơi, cho phòng với Diễm ở đâu vậy? Phòng mình ở trên lầu á nha chị. Wow, phòng đẹp quá, nhà đẹp quá. Rồi, hai mẹ con thay đồ đi. Ok, bây giờ thay đồ xong rồi, hai chị em mình nấu ăn tí nha. Dạ, chị Hành chị cắt nhỏ nhỏ, em lát mình bỏ vô canh. Anh Đạt là quê ở đâu vậy? Chồng em quê Long An, quê miền Tây. Ôi dạ, hai đứa mình là cùng quê chồng á. Ủa? Quê anh Thành thì cũng là miền Tây nhưng mà dạ, xa hơn chút là ở Tiền Giang. Dạ. Em thì gốc mẹ em ở miền Tây, ba em ở Huế. Ấy vậy hả? Hết hồn, chú Đạt khô. Chú Đạt ơi, ổn không chú Đạt? Ổn. Cái cục nhà em hơi quậy. Chú Đạt đang là bạn mới tới trường. Hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi, cô ấy cô cười. Cái gì vậy? Em có tin là chưa bao giờ chị đi xa mà không có anh Thành không? Mà phải đi với nó không? Lần đầu tiên luôn á. Mà lúc nào cũng có chồng bên cạnh. Lúc nào cũng có anh Thành đi cái bên, là tại vì thường là anh Thành sẽ giữ nó nhiều hơn chị. Tuyệt vời quá, còn em thì chưa bao giờ em đi xa với con em mà có chồng em. Hả? Nước ngoài, ý là nước ngoài, chưa giờ đi nước ngoài. Ăn cơm. Wow, ơi, đi nhận cơm con ơi, vô con. Wow. Bây giờ chắc chú. Trời ơi. Trời ơi, không có gì đâu. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Ngồi đây đi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm ơi. Ê, con chưa mời cô chú mà con ăn rồi. Chưa, nhỏ đang dầm mà. Sao? Rồi, cô sao? Chú và hai anh ăn cơm. Cô cho chú và anh tên gì? Anh mấy người và anh nào nữa, anh tên gì nữa? Anh xác sĩ. Anh xác sĩ. Rồi hay quá. Con ơi ăn ăn. Tiếp một mời hơi lâu. Hơi lâu. Khóc luôn. Để nhà ăn cơm. Để nó quay dưới nè. Nè. Mình để chín cho con ăn nha. Cái lỗ đó nó xa luôn. Ở không con hàng con trai của ta. Em nghe nói món heo quay là món tủ của anh, cho nên là em thấy vợ anh rất kỳ công với món đó anh Đạt. Dạ, em cũng chỉ hâm lại thôi.
ra. Hả? Hình như mình có thêm đồ ăn. Dạ đúng vậy, mình có thêm canh rau, tôm và mực. Đó là nhờ chú Thuận. Ý là bây giờ nhà chú có món gì nấu sẵn con ăn cho lẹ. Dạ ăn, nhưng mà ý là tôm không thôi, con không ăn thịt đâu. Trong tủ lạnh chỉ có trứng gà thôi, giờ với miếng heo quay à. Mà giờ chú con nấu cơm, con không biết nấu món gì hết. Bây giờ chú có cái gì ăn liền, chú đưa con, chú cho con. Con chưa vô gạo nữa. Dạ. Chú, cụ con. Cảm ơn chú Thuận, cảm ơn chú Thuận rất nhiều. Bây giờ hồi nãy chị nhớ là hai chị em mình chỉ có đúng ba món thôi. Dạ. Món heo quay với lại trứng với lại canh rau, cà chua. Cái lỗ tai giống ai đã ghê luôn á. Dạ không có giống ba cũng không có giống mẹ cái lỗ tai luôn á. Không giống con chuột hết. Lỗ tai á. Không có giống con chuột đâu. Rõ ràng cho bé hôm nay ở kìa. Đẹp, con tai đẹp không? Con chuột là cái lỗ tai nó đúng rồi, đúng rồi, cô dạy nó vậy quá, cô dạy xin lỗi. Cái lỗ tai này giống lỗ tai của con voi thôi. Ha, giống lỗ tai voi. Không phải đâu, con voi là nó có cái lỗ tai bự á. Con lỗ tai giống vậy đó, có lỗ tai con bự là nó quạt lên là nó bay được luôn. Nên đâu phải là con voi đâu. Chứ con là con gì? Con là con người. À, nhưng mà con tuổi gì? Ủa con voi. Anh bán mày tuổi coi gì? Anh bán mày tuổi coi gì? Đúng gì sao chị, anh bán hai tuổi con gì? Con báo. Con báo. Trời ơi. Trời ơi, đẳng cấp người đẹp trai mà. Bây giờ là mấy giờ rồi ta? Ăn xong nghỉ ngơi chút xíu mình đi tắm biển ha. Chứ giờ nắng lắm. Đi biển nào. Đi, lẹ lên, mọi người bảo đang chờ. Đi biển là phải đói bụng rồi. Mình phải đem theo thôi. Bảo ơi. Bảo theo kìa. Kìa. Bảo ơi. Dạ. Ở đây chú Đạt dắt đi chợ nè con. Từ từ. Đây, lát nữa mình đi biển thế nào mình đói bụng mình sẽ ăn bánh. Con thích cái nào anh chỉ? Thích chưa chỉ ghê chỗ nào chú Đạt lấy cho. Dâu. Dâu, có dâu luôn. Dâu là cái này đúng không? Đúng rồi. Cái này ngon lắm nè. Mà cái này nữa hết đâu. Sô-cô-la. Đúng luôn, hết luôn đúng không? Đây, có một cái giỏ đi chợ anh hai. Anh hai là đây phụ ba coi. Bánh mì. Đây, để những người đàn ông người ta làm. Những chuyện này nè. Nè, anh đây của bánh mì. Bánh mì ơi. Rồi, con này của Bảo đeo. Ăn trái cây không được không? Ăn trái cây thì đi nè. Em ở đây. Đây là đây con. Chuẩn bị nước cho gia đình. Ok. Để lên tranh thủ. Rồi gì nữa không? Được rồi. Xong, nhớ cầm hai cái banh nha. Rồi. Đi biển thôi. Rồi lên đường. Tan. Đi biển thôi. Chuyện với bé nhiều nhất kìa. Ba. Vậy là cô vợ biết rồi. Nếu như anh bánh mì là con Báo thì Bảo là con. Bảo là con quậy. Quạ. Dạ. Bảo ơi, bảo ngoan đi. Hôm nay chỉ có mẹ với con thôi. Mẹ đuối nó luôn á. Bây giờ mình chơi trò chơi ai im lặng trong 10 phút người đó thành giành chiến thắng. Nếu mà thua. Thua là cứ đi ăn xịt. Và không được tắm biển. Ây da, tôi ngoan mà, trời ăn một cái kia cái tay của tôi rồi. Trời ơi, tôi ngoan mà. Trả đây. Làm, cái tay này thiệt là không ngon. Trời ơi, cái tay lại rồi, ngon quá. Trời ơi, làm ơn đừng có đuôi cái tay tôi nữa nha. Chơi không? Trò chơi bắt đầu. Không được ai tạo được tiếng động đó nha. 1, 2, 3.
ăn nổi nữa, tôi thua rồi. Tôi là người thua đầu tiên. Biển kia, biển kia. Bảo biển kia. Rồi, tới biển rồi. Yeah. Yeah. Tới biển rồi, xuống biển rồi. Chào mừng cả gia đình đến với biển Vinh Thanh, thiên đường biển tuyệt đẹp nằm ẩn mình tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là bãi biển còn hoang sơ, nổi tiếng với cát trắng, nước xanh và không khí trong lành. Mong rằng gia đình mình sẽ có một buổi tắm biển thật đáng nhớ. Không biết là mình có hào hứng để tắm biển không ạ? Có hào hứng không ạ? Hào hứng. Bây giờ phải hỏi Bảo nè. Bảo ơi, có thích tắm biển không? Dạ sếp, tôi sẽ tắm biển rồi cho ăn. Tắm biển xong rồi cho ăn nha. Hoàn toàn đồng ý với bé Bảo Bảo, chương trình sẽ mang đến một bữa ăn thịnh soạn dành cho hai gia đình. Wow, biển luôn hả? Chị ơi, chớ vội mừng. Để ăn được một bữa ăn ngon của chương trình, một bữa ăn thôi là cũng đã vất vả lắm rồi, huống gì là thịnh và soạn. Sao nghe áp lực ngang vậy ta? Đồng tình với suy nghĩ của chị Dạ, để bữa ăn thịnh soạn trở nên hấp dẫn hơn, chương trình đã thiết kế một thử thách trong khi gia đình mình đang nghỉ trưa. Đó. Xin mời tất cả mọi người hướng mắt ra bãi biển phía sau, nơi có cắm 4 cột cờ và những chiếc thuyền đánh cá, chính là nơi mà mọi người sẽ đi tìm bữa ăn thịnh soạn cho mình. Luật chơi như sau. Chương trình đã chôn giấu 23 bao thư, trong đó có chứa các từ khóa bữa ăn thịnh soạn và bữa ăn bình dân. Trong vòng 20 phút, các anh chị cần phải tìm được 4 bao thư có chứa đúng từ khóa để ghép thành bữa ăn thịnh soạn. Nếu như các anh chị không tìm được bữa ăn thịnh soạn thì vẫn có cơ hội để tìm được bữa ăn bình dân ạ. Gia đình mình đã hiểu luật chơi chưa ạ? Ok. Và bởi vì chương trình rất muốn các anh chị được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn nên đã mời đến đây một vị khách để hỗ trợ mình. Xin mời. Ai nữa vậy? Vợ chồng có hiểu nhau dữ lắm không vậy ta? Kìa lại ơn ba kìa. Trời ơi. Trời ơi. Anh hỏi phải con ruột anh không? Trời ơi. Vợ chồng có hiểu nhau dữ lắm không vậy ta? Ba kìa. Kìa lại ơn ba kìa. Trời ơi. Trời ơi. Con ruột anh không? Trời ơi, trời ơi, tôi ra nó chạy kìa. Gia đình này có nhau dữ chưa? Bao. Gia đình này sao vậy ta? Thôi đi, đi thôi. Gia đình này là có nhau dữ chưa? Anh ơi, đưa cái vỏ chương trình cắt đi mình tham gia. Cái tìm mà mập thơ. Chạy theo con đi. Ủa gia đình này là có nhau dữ chưa? Chị ơi, đi tìm mập thơ luôn. Đi tìm mập thơ luôn. Dễ mà tìm mập thơ. Gia đình mình như vậy là đủ rồi. Đi. Tôi quá mệt rồi. Trời ơi. Đi bà. Đào đào xỉ xỉ ghét cho con. Chữ gì? Chữ gì chữ gì? Bữa có chữ bữa rồi. Có chữ bữa rồi. Cái gì? Có được chữ bữa rồi. Ôi ôi, tôi mới ra bắt tôi đi tìm mật thư rồi. Đó, anh nói anh đi được mà. Thì đúng ra không đi được rồi. Nhưng mà hôm nay đoàn phim nó tự nhiên nó bị bể lịch, cho nên bút vé đi liền nè. Ra đây đi tìm mật thư. Rồi giờ tìm nó ở đâu? Ra sớm hơn. Ờ, nguyên có bãi biển này. Chứ còn anh quá rồi đó. Bảo Bảo tìm mật thư chưa? Anh chưa. Chưa hả? Sao con đi tìm? Tôi tìm được cái nữa rồi. Cái gì? Trời ơi, tôi lượm được chữ bình. Em ơi, anh lượm được chữ bình. Trời ơi, bình là tên. Tên ông già vợ tôi đó trời. Ăn, ăn, ăn. Có rồi anh. Tiền đi, xỉ xỉ ở trong mấy cái anh Thành, mấy cái thuyền ở trên chiếc thuyền đó anh. Dạ. Mấy cái thuyền á. Ở khu vực cái thuyền đó. Trời ơi. Mấy cái thuyền đó nè. Em tìm được một cái. Tên ba em, tên Bình. Anh cũng chưa Bình luôn à. Nhớ lên. Chứ gì chứ. Sao hồi nãy giờ tôi không có cái bao thư nào hết vậy?
chưa? Bà không đứng xuống rồi, bà được, bà vô không tới. Chủ gì anh ơi? Ây da. Chữ Dân. Trời. Đi Bảo xuống đây, xuống đây, xuống đây tìm bếp nè con. Đi. Trên đó, trên đó. Nhiều vô, nhiều vô. Dạ. Mẹ ơi, thấy một cái chữ ơi. Gì, chữ gì? Nhanh lên Vĩ ơi, không có nhiều thời gian. À, chị Dân. Trời ơi, Bình Dân nãy giờ có hoài. Trời ơi, tối 23 tự lận. Có một cái nữa. Chữ gì anh ơi? Quê. Hả? Quê là chọc quê anh á. Ủa là không có được gì luôn hả? Không có được gì trơn. Anh quê quá à. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Sao chọc nhau vậy? Có không con? Rồi. Ui. Đó, lấy coi cái gì kìa. Đâu bác sĩ Khuê coi cái gì vậy? Soạn. Soạn rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi, xác sĩ mới tìm được chữ soạn. Chữ soạn rồi, có chữ thịnh chưa? Có ai có chữ thịnh chưa? Có ai có chữ thịnh chưa? Em có chữ thịnh chưa dạ ơi? Dạ. Em có chữ thịnh chưa? Em có chữ thịnh chưa? Chưa. Đào thử ông với 40 cây cờ á. Bữa cơm thôi đó, em nói. Anh nói rồi không có dễ tiền ăn đó đâu. Ba kiếm được cái nào ba? Hay quá. Chữ gì vậy? Con mở ra con. Chữ gì vậy con ơi? Chữ thịnh nhá. Cả gia đình trông cậy vào con. Dân luôn. Kiểu gì? Dân hiến. Dân luôn. Đào lên, đào lên. Chứng kiến sự nỗ lực của các anh chị thì chương trình cảm thấy cần tạo điều kiện hơn để các anh chị và các bé có được bữa ăn thịnh soạn. Hiện tại là còn 2 phút cuối cùng. Các anh chị có muốn đổi 2 phút này thành một thử thách? Thử thách gì? Đồng ý không ạ? À? 2 phút thì thử thách khác đều có gợi ý. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Đồng ý không Hành ơi? Rồi. Rồi hả? Chơi. Bây giờ gia đình mình hãy tập hợp các chữ cái mình đã thu thập được đi ạ. Đây là công lớn của xá sĩ. Cái sọn. Bình có luôn rồi. Rồi bữa ăn Bình Dân là nắm chắc rồi đó. Bữa ăn Bình Dân. Bữa ăn Bình Dân soạn. Rồi là chắc chắn là có ăn rồi đó. Còn bữa ăn soạn còn thiếu chữ thịnh. Hai gia đình mình có đồng lòng thực hiện thử thách để đổi lấy chữ thịnh không ạ? À? Nếu mà không được chữ thịnh là mất luôn bữa ăn Bình Dân hả? Đúng vậy. Không, có chữ Bình Dân rồi mà. Cho em ăn đi, ăn gì cũng ý được. Ý là đổi á, đổi lấy cái này lấy một cơ hội á. Em ơi. Dạ. Bây giờ lại đây hộp nè. Em thấy kèo đó không chắc ăn anh ơi. Bây giờ bữa ăn Bình Dân là có rồi. Sai một ly là đi một bữa đó. Nhưng mà xác suất tìm được chữ thịnh là bao nhiêu phần trăm? 100% ạ. Trời ly. Bây giờ nhà mình chơi á, 1, 2, 3 có chơi không nè? 1, 2, 3 chơi. Mệt quá rồi, bây giờ phải ăn thịnh soạn thôi. Hồi nãy giờ em đang câu giờ cố gắng coi có đào được không. Mà không được thì mình chơi đi.
Vậy thì luật chơi của thử thách mới như sau. Anh chị sẽ ngồi lại nói với nhau bằng chân để hợp thành một đoàn tàu, di chuyển từ điểm A đến điểm B trong thời gian quy định thì sẽ chiến thắng. Điểm A, điểm B là bao nhiêu xa em? Từ Vinh Thanh cho tới Mỹ Khê. Mỹ Khê luôn hả? Đúng rồi. Mỹ Khê. Mỹ Khê Đà Nẵng á. Nhưng mà nói là sao, là hai cái chân kẹp 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 vô cái bụng á hả? Không, nó là vậy nè, nó minh họa cho nó gác lên vậy nè. Cái gì vậy? Không, cái gì vậy? Cái gì dữ vậy? Người ta ngồi. Thiệt tình luôn á. Em chỉ minh họa thôi mà. Chương trình hỗ trợ thêm cho hai gia đình mình bằng việc sẽ giữ bé Bảo Bảo miễn phí. Anh chị có muốn nhận hỗ trợ này không ạ? Ngồi ngồi xuống lẹ lắm lẹ. Rồi, ai 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 cầm đầu. Mình không cần đụng cái cờ đâu, mình tới đó là được rồi. Đâu mình qua hết nguyên con luôn á. Tao có anh dời cờ cho nó hẳn lại kìa. Nó bị sao? Anh biết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thì tình đó. Qua đây, ha ha, qua đây. Qua đây nè. Chưa, miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Qua đây nè. Đâu, đi chưa, nghe chưa? Qua đây nè Thanh. Tôi không thấy được. Qua đây nè, qua đây nè. Rồi ok ok. Qua đây qua nữa. Rồi 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 rồi. Đừng có ăn gian anh ơi, người ta đánh giá. Ai biết đâu. Rồi ngay rồi phải không? Rồi, em tới ngay rồi. Sao đứng đây nó vẫn thấy méo vậy? Đây nè. Rồi rồi rồi. Đúng rồi. Ai vậy nè? Cái gì vậy? Ok. Đây 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 anh làm cho đi. Em không có sức đâu. Ba ơi, đừng có ăn gian nữa. Không có đâu con ơi. Đừng thấy ba đang ăn gian kìa. Thì ngon luôn đó, chơi cái này. Xích lên miếng nữa Đạt ơi. Bỏ ra, bỏ chân ra cho ông xích lên, chứ gì cho mệt vậy. Em đặt ngay cái cục cờ giùm em cái coi, mệt lắm. Rồi rồi, xịn lên, xịn lên. Chưa, từ từ. Con ơi, vì cái kẹo của con thôi. Sau khi chứng kiến những cố gắng chơi ăn gian của các anh chị thì thời gian để hoàn thành thử thách này là 59 giây. Trời ơi, thôi thua rồi. Ơ kìa, tại sao kỳ lạ vậy? Nhưng mà xí cho chị hỏi là thua rồi thì có được ăn bình dân lại không hay là nghỉ ăn luôn? Nói vậy là hiểu rồi, hỏi trả lời chứ nữa. Ừ, đừng có lo, em có tiền, em lắc em dắt anh chị ăn được. Mình không có thua đâu. Chương trình này là gì? Nhà mình có nhau. Đúng. Có đói cũng có nhau. Ok. Lấy sao cách nào tới vậy? Đói. Ở nhà mình còn thịt heo quay. Đúng rồi. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3 là nhà mình có nhau cả nhà. 1, 2, 3. Nhà mình có nhau. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Cứu tôi, trời ơi. Đội nhà mình có nhau đã thua cuộc. Rồi thua. Với thời gian là 1 phút mặc dù đã chơi ăn gian. Em đã nói anh đừng có ăn gian rồi. Hả? Cái gì vậy? Anh thiệt một mình anh là hô hết rồi đó. Bây giờ là không có ăn luôn. Là do anh nói thiệt. Ủa cái đầu mình đàn kết lắm mà. Em nói thiệt. Hồi nãy là cái sự xuất hiện của anh là em thấy mắt em giật giật là em nghi rồi. Alo. Em tưởng cát vô nhưng mà trời em ơi. Xui rồi. Tôi có bao nhiêu sức tôi cống hiến hết cho cái nhà này. Thôi đi. Chương trình xin thông báo bởi vì đã thua cuộc trong cả hai thử thách vừa rồi
thì bữa ăn thịnh soạn lẫn bữa ăn bình dân cũng không còn. Cho một nét nhạc buồn khúc này nha, em nói lại câu đó coi. Bữa ăn thịnh soạn lẫn bữa ăn bình dân cũng không còn. Trời ơi, mình ăn gì đây chị? Trời ơi, bảo tao. Thôi anh ơi, thôi anh ơi. Tuy nhiên, nhìn thấy được sự nỗ lực và tinh thần có nhau của anh chị nên chương trình Phá Lệ quyết định vẫn chiêu đãi anh chị bữa ăn. Bữa ăn thịnh soạn. Con gì mong nữa. Em cảm ơn anh Thành nhiều lắm. Tất cả là nhờ anh. Hồi nãy anh vừa tới cái mắt trái em giật giật là em thấy hên rồi. Hay quá, cảm ơn anh. Gì bữa ăn thịnh soạn anh sẽ không nói gì nữa. Yeah. Hay quá, được chứ gì rồi nè. Bữa ăn thịnh soạn, nhà mình có nhau. Con yêu ơi, hôm nay ta đi rong chơi, đi theo ba ta đi xa nơi thành thị đến quê nhà. Mẹ ơi nhanh lên, ôi nơi quê hương thân quen, nơi bao nhiêu âm thanh từng ngày cùng mẹ lớn lên. Trưa bắt cá sáng ra đồng, cả nhà tung tăng bên bờ sông. Từng lối xóm, những con đường, hàng ghế đá chiếc lá sân trường. Qua bấy nhiêu điều, ta biết thấu hiểu, ta thấy mình khi đến biết lắm nghe nhiều. Ở đâu có gia đình, ở đó có chân tình, và gia đình ta sẽ mãi mãi giữ gìn. Nhà mình có nhau. Nhà mình có nhau. Ngon. Ngon. Hết bài. Ôi, thôi chụp cá. Giờ kêu ba với mấy con nha. Trời ơi, bánh đây con bánh. Cái món này cái giống gì vậy? Ờ, Bảo ơi. Anh có biết con đang ăn bánh quế không? Mình đang ở đâu? Đúng rồi. Nhưng mà thông tin đó, anh biết được đó là đây là bữa ăn thịnh soạn của chương trình cho mình nè. Yeah. Bánh này có chocolate ngon không anh? Mấy hạt li ti sô cô la ăn ngon miệng. Bánh em siêu ngon luôn. Ngon mà. Bánh quy, hạt, sô cô la yến mạch, nếp chô cô, nếp là hạt, chô cô là sô cô la, đúng rồi. Đừng. Ngon nha. Ngon. Sau khi ăn bánh mời mọi người thưởng thức bữa ăn thịnh soạn ạ. Ủa chứ bánh này là bữa ăn thịnh soạn hả? Chị cảm thấy nha, cái chữ thịnh soạn chưa đủ cho bữa ăn này. Bởi vì nó quá tuyệt vời, nó rất là ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Quá tuyệt vời. Lên gia đình mình ơi. Wow. Bánh mì xích xì ơi, nhà bánh. Vô, vô sang rồi. Ngon quá. Ốc kìa, món khoái khẩu của bà Diễm kìa. Em đang mà. Đúng là bữa tiệc thịnh soạn. Anh lỗi mẹ. Gì nữa vậy? Ủa, sao lấy căng rồi? Không, dính lên áo mà luôn á. Thôi thì mày hồi làm ơi. Con làm cái gì, con làm vậy mấy con chú đây hiểu làm sao mỗi lần mà con ép cháo nó bị văng một miếng đồ ăn người em mà mặt xanh chành hết trơn à. Con làm như em mắt độc lắm vậy. Ờ, mẹ con xin lỗi mẹ. Mà em, trước giờ em có bao giờ đánh cháo cây nào đâu.
cái đùi. Sao mà ở đây không phải chỉ riêng nhà mình đâu, không quá trời người ở đây mà sĩ nằm kỳ cục vậy sĩ? Ông đừng có lù khù nữa, ông thẳng lưng lên đi, thẳng đi bếp lấy một cái hộp giấy ra. Không không, anh hiểu mà, anh nhìn Đạt là anh hiểu em sao rồi. Không làm gì, Bảo hiểu lầm mẹ là hung dữ sao? Không, Bảo nó không biết gì đâu. Này con ăn đi, con ăn đi, không ăn là cô Dạ đánh con đó. Trời, anh giống cái bà trong xóm anh lắm. Lẹ, cô Dạ tới rồi kìa, lẹ. Nó là trong đầu nó đang mặc định cô Dạ là một cái cô gì đó khủng khiếp lắm. Sau này cái gặp em tự nhiên cái khóc à. Mà em hồi đó giờ chưa giờ làm gì luôn á. Chưa biết đi quay Đạt than anh hoài. Hả? Mà anh đâu biết gì đâu. Sao sao, tôi khen vợ tôi không chứ tôi than gì đâu nào. Thì đó khen, chứ tôi nói là khen. Khen không á. À sao? Thương không hết. Thì đó vậy. Thiệt. Làm sao vậy? Để tạo thêm cho các anh chị nhiều kỷ niệm khó phai cùng nhà mình có nhau. Wow. Xin mời đón nhận món quà đặc biệt của chúng tôi. Để xuống liền nè, đợi món đặc biệt á. À. À, không, đã về quê tôi mà có rau, có bánh tráng, có mắm là chắc chắn có cá. Yeah, có cá. Cá mú. Rồi, wow. Cá mú. Cá mú. Cá mú. Cá sát sát vô. Tội quá. Tội quá. Để phục vụ cho ngày quay ngày hôm nay mà bé cá phải hy sinh luôn mình. Chứ là nãy giờ 12 bé ốc và mấy bé mực với lại bé gà là vô bụng cái Dạ hết rồi đó. Bé Dạ không nói câu đó vậy. Ha. Anh Thành, cá mú thì nơi nào cũng có. Nhưng mà cái điều quan trọng là ở Vinh Thanh á, thì cái con cá mú ăn vô nó hề lắm. Sao vậy? Nó mắc cười lắm. Tại vì đó là quê hương của nghệ sĩ hài Lâm Vĩ Dạ đó. Tất cả mọi thứ nó đều hài như em vậy đó. Đó, anh hiểu không? Anh cười vui cái quyệt đó, cười luôn. Bây giờ Bảo cũng cười kìa. Em thấy chưa? Cả không, nhà Bảo, ủng hộ Bảo, em. Cái đó là cười vô mặt cô á Bảo. Con cười vui thiệt thôi Bảo. Ủa cái gì? Cháo cá. Trời ơi, bữa ăn còn nữa thì đừng nóng quá nghe. Trời ơi, nó béo nữa kìa. Ngon à. Thôi ngon quá, làm ơn. Làm ơn ăn giùm em. Ngon lắm. Ăn không hết đem về nha. Ai ăn cháo nào? Trời ơi, cháo ngon quá. Ủa từ bữa giờ mấy gia đình tới đây rồi? Cũng 4-5 gia đình rồi đó anh. Ủa, gia đình của anh là gia đình ít nói nhất. Anh hy vọng không phải là gia đình tẻ nhạt nhất của chương trình, cho nên mình chia sẻ với em. Một cái bữa ăn này là tất ba tập á. Giúp giùm em, giúp giùm. Ăn thì cũng ăn rồi, làm ơn vừa ăn vừa chia sẻ cuộc đời giùm em. Thí dụ mà mình không kể gì hết là ekip chỉ có ngồi đây nhìn tụi mình ăn thôi. Đúng rồi, chán. Nguyên cái bạn giống như là mình đang tiếng đúng không? Giống như là khán giả đang coi múc bang vậy, chị hiểu không? Cho nên là mình làm ơn mình chia sẻ giùm em. Cho nó giống truyền hình thực tế, anh hiểu không? Cho nó giống chương trình gia đình. Ví dụ trong cuộc sống anh chị có những cái gì mà từ trước tới giờ nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Rồi cái cơ duyên nào mà anh chị yêu nhau và đến với nhau. Đó, tới bây giờ thì anh có hối hận gì không? Cô hối hận gì không? Đó, thì cái gì mình cứ chia sẻ, mình cứ trải lòng ra. Bây giờ muốn ra mà. Cho nó không có giống múc ban. Ê, bây giờ muốn có một câu chuyện đau thương xảy ra liền không? Trời ơi, ghê vậy? Cơ duyên nào, rồi có cái khúc hối hận không? Mà ví dụ mình gật đầu một cái là có chuyện để xem liền ngày hôm nay liền luôn á. Còn là có drama là chương trình có viral, chị hiểu không? Nào, máy bắt đầu cận vô Thúy Diễm nào. Lội ra đây không phải để tạo drama. Cái đó là cái tụi em cần lắm. Không cần. Không ai giả bộ gật gật đầu cái đi. Mà tụi em cần, anh hiểu không? Chúng ta là một gia đình mà. Tại sao lại mà tạo drama như vậy chứ? Máy vẫn focus Thúy Diễm nha. Nhà mình có nhau. Anh này. Ý là trải lòng thôi. Thật ra thì chị nghĩ là gia đình chị ít nói nhưng mà hoạt động nhiều. Thú vị quá. Thì nó cũng thú vị lắm á. Dạ, anh thì sao? Anh có cảm xúc gì khi mà ngồi ở đây thăm cùng với gia đình mình? Mát. Hả? Mình đó mát. Anh mình nói dài ra chút nữa được không anh? Anh ơi. Cánh bên kia cười hoài kìa. Là tiếng đó là vui.
Dạ đúng. Nó có vui đó. Thì đó không, thật sự ngồi đây ngồi lần đầu, ý không phải lần đầu tiên. À đúng là lần đầu tiên. Phải không? À đúng là lần đầu tiên. Anh ăn đi, anh ăn. Không có, ý anh nói là lần đầu tiên mà anh ngồi anh ăn ở sát biển mà giống vậy á. Mà nó mát, nó vui. Anh khi nhận được lời mời đến với chương trình Nhà Mình Có Nhau thì anh thấy sao, cảm xúc của anh lúc đó như thế nào? Trời, anh muốn đi lắm luôn á, mà anh bị dính cái lịch phim, anh không đi được nên mới đành để hai mẹ con đi nè. Rồi cuối cùng mà là... thấp thỏm lo sợ, cuối cùng trời thương, trời độ hôm nay anh có bữa ăn này cho đoàn phim. Ủa? Mà dễ gì mà mình được ngồi ở cái vị trí đẹp như thế này đúng không ạ? Được ăn hải sản tươi ngon như vậy. Quan trọng là ở khung cảnh như thế này, lần đầu tiên Lâm Vĩ Dạ được ăn uống hải sản ngon như thế này cùng với những người bạn rất là dễ thương tại quê hương của mình, thì đây là một điều hết sức là tuyệt vời. Xin cảm ơn chương trình. Đoàn cứ đi về đi, lát anh chị tự về. Chị đang phiêu rồi, thôi đoàn cứ đi đâu đi, đâu đi. Ôi, một ngày mới thật là tràn đầy nắng lượng. Sao mấy chú, ăn đặc sản quê tôi hay sao mấy chú? Ngon hả chú? Ngon không, mong mong. Heo quay ngon quá. Ngon, giòn, rụm. Sữa bí đỏ ngon quá. Nãy ngồi buồn ngủ, chỗ ăn không nổi, ai ngồi vô đây ăn ngon quá. Tỉnh không? Tỉnh ngon. Ồ, rồi đi Huế đừng cho ăn bún bò Huế bao giờ luôn á mà. Ra Huế đừng có nói bún bò Huế. Bún bò thôi. Con ăn thủ ăn đi. Tí nữa hồi vô rừng thì không có gì ăn á. Hello. Xin trời chào ơi chị. Trời ơi. Chị ơi, chị đi từ từ thôi. Chị đi tham quan rừng mà y như chị đi chạy xô vậy chị. Ồ, là mình phải đi 214m là 2 cây số đó. Đâu, 214m mà, 1000m với một cây bà. Ủa, bà đây, mẹ đây, thế rồi, đi theo bác kìa. Không sợ, không sợ. Không sợ đâu con. Ê, đưa bác dắt nào. Đưa tay đây. Rồi, không sợ nha.